Thưa quý vị, bước sang năm 2022, dù còn rất nhiều thách thức, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang tập trung phát triển các hoạt động du lịch thích ứng, an toàn, hiệu quả với dịch bệnh, với quyết tâm đưa du lịch sớm trở lại là ngành kinh tế mũi nhọn tại địa phương. Sau nhiều lần tái thiết hoạt động du lịch giữa làn sóng COVID-19, năm nay, ngành du lịch Đà Nẵng xác định du lịch nghỉ dưỡng, hồi phục và chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với văn hóa truyền thống, du lịch trở về thiên nhiên như du lịch sinh thái rừng, biển, nông nghiệp, nông thôn, du lịch qua thế giới ảo, du lịch trải nghiệm sẽ là những loại hình phù hợp với thời kỳ hậu COVID-19. Để có thể định vị cái điểm đến Đà Nẵng ngày càng rõ nét hơn trong cái bản đồ du lịch trong nước cũng như là quốc tế theo đúng cái mục tiêu để phát triển Đà Nẵng trở thành cái điểm đến mang tầm khu vực thì ngành du lịch cũng đang tham mưu cho lãnh đạo thành phố và phối hợp với các cái ngành liên quan để chuẩn bị cái việc đầu tư các cái sản phẩm cũng như là thu hút đầu tư của các cái doanh nghiệp du lịch, các cái doanh nghiệp kinh doanh các cái sản phẩm liên quan để tạo cái sự đa dạng về cái điểm đến trong cái thời gian sắp tới. Theo thống kê, dịch COVID-19 kéo dài 2 năm qua đã tác động nặng nề đến ngành du lịch Đà Nẵng. Đến nay, khoảng 80% doanh nghiệp du lịch vẫn tạm dừng hoạt động, khoảng 42.000 lao động trực tiếp ngành du lịch và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp liên quan du lịch đã, đang thất nghiệp và chuyển sang làm ngành nghề khác. Vì vậy, việc sớm khôi phục lại ngành du lịch là yêu cầu bức thiết nhằm giải quyết việc làm cho một bộ phận lớn người dân, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm mở cửa đón khách du lịch đến Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đưa ra nhiều cái chính sách và kết hợp cùng với những cái KOL người nổi tiếng ở Việt Nam để tiếp xúc, lan tỏa cái sự mong muốn phục hồi trở lại của du lịch Đà Nẵng. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố và Sở Du lịch cũng đã quan tâm khảo sát các sản phẩm du lịch mới, cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả các đề án du lịch. Theo đánh giá, hiện thành phố có rất nhiều đề án về phát triển du lịch, nhưng quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện. Thành phố sẽ tạo cơ chế, chính sách để kêu gọi xã hội hóa đầu tư các hoạt động du lịch, góp phần phục hồi du lịch trong thời gian sớm nhất.